Anh chào nha. Hello. Làm gì? Mất phát à? Tính. Đây nó chịu khó này, được nhỉ? Đừng quay anh, quay anh hai cái nhà to quá. Thì thế chưa mình giúp nó cái nhà này được rồi nhỉ? Lỡ sau anh em mình chắc cũng làm nhà như thế thôi. Nhưng mà tài chính nó ít đấy. Dạ. Alo đi. Alo. Xin chào các bạn anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tam Giác Mạch nhé. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt ở khu nhà của Tính rồi. Đi, bây giờ thì mời các cô bác về trên tấm hiệp đấy. Hello. Làm gì? Thấy bọn anh đến là vừa làm phải không? Không, em lọc từ lúc 1 giờ thôi. Vợ đâu? Dạ. Vợ đi đâu? Vợ đi làm. Và kia là rau nhà mình à? Hay rau ai? Rau vợ chồng em. Ai à? Chồng. Làm được vườn rau này á? Cũng là làm từ lúc mà áp xếp rồi. Bây giờ đang rồi vườn rau xanh mướt đấy nhờ. Rau tình hình nào tí hái cho anh chi ít anh mang về anh ăn nhỉ. Vâng. Sao lại phải làm như thế? Không có máy thì phải làm như này. Cái chó này từ thời bao nhiêu rồi? Từ đời bố mẹ rồi à? À đâu, cái này là cái cối chứ. Cối bằng gỗ. Cái này là lúc trước ông để lại cho vợ đâu? Vợ đi làm với mỏ. À, lại đi làm mỏ hả? Vâng. À, đi làm mỏ nói chuyện với bố mẹ nuôi chưa? À, nói rồi. À. Đấy, mọi người này, bên này các em cũng thiết kế được cái vườn rau rất là xanh mướt này. Thế là có rau thơm với rau cải các thứ là đủ ăn đấy nhỉ? Có thịt ăn không? Không có đâu. Không có. Phải có nhà, chứ. Nhưng mà chuối này hình như là lấy ở khe chuối về không? Có phải chuối trồng không? Có. Nhìn không giống chuối trồng mấy nhỉ? Tại vì là nó là như kiểu cái chuối mà bí bí ở khe suối. Nó giống như thế mà. Cái bể bên kia là cái hố xí à? Đúng rồi. Kia là lúc trước là nhà nước tạm nhưng mà chỉ làm được như thế thôi. Thế bây giờ đi vệ sinh kiểu gì? Không đi đâu. À, tháo hết rồi à? Cũng không tháo nữa. Từ lúc họ làm thì cũng không để cái gì đấy. À, cũng không đi vệ sinh à? Không đi. Dạ, khỏe không? Khỏe thì cũng yếu lắm. Yếu lắm hả? À? Hôm qua là đi đám ma ai ở trong Võ Long? Cũng cùng có cái này nó nhờ cùng đi thì... Ý là họ làm đám đi đúng không? Nên là họ nhờ mình đi. Vâng. Nên là vợ cũng đi. Vâng. Chào Sánh, xin chào các bác, các cô. À, cũng khá lâu rồi, thôi thì đợi em cứ giã cho xong đi. Vâng. Nếu mà có máy thì mình có làm được như này không? Hay là làm như này phải dùng cái tay? À, có máy thì cũng không cần làm như này đâu. Vâng.
cái máy băm này đúng không? Đúng rồi. Là nó sẽ nhuyễn luôn. Nếu mà làm như này mà bán được con lợn thì đúng là phải nói là rất là công phu kỳ công đấy nhỉ. Bán được một con lợn đen mà dã như này xong bắt đầu đi đun nấu lên trộn cám. À hôm qua tối thì em bán lợn rồi anh. Bán rồi à? Vâng. Bao nhiêu? 1.600.000. Trước mua bao nhiêu anh? Trước mua là 1.200.000 một con. Ôi xong rồi. Nơi mấy tháng? Tính không nhầm thì chắc là 4 tháng như nào đấy. 4 tháng lãi 100 thôi. Khó anh ạ. Bán cho ai? À bán cho hàng xóm trên này. Ôi giời. Nhưng mà sao không mang ra chợ bán là lại bán cho người ta quen? Ờ bán cho. Đi bán ở dưới chợ thì còn giá nó còn ít hơn. Bởi vì nó gầy như con gầy ấy. Toàn xương này à? Vâng. Thôi cố gắng đục cái này, bao giờ có điều kiện thì mua cái máy. Bây giờ cái máy băm cho lợn khoảng bao nhiêu nhỉ? Cũng không nhiều, 1.000.000 đấy. 1.000.000 thì hả? À? Tầm đấy thôi đúng không? Không chính xác đúng không? Tầm đấy. Đấy. Xong chưa? Đây là làm như nào? Em cứ tái hiện lại cái cảnh em nấu bình thường hàng ngày, quay cho các bác xem nào. À, làm như này xong thì cứ mang đi đây. Anh nước anh có rồi, anh uống rồi. Cứ làm đi, xong em vào nhà sau mà anh còn đang thấy đàn gà của em. Làm xong như này thì sáng mai 4 giờ thì mới nấu. Bây giờ trong nhà còn đồ ăn. À. Để nấu một chậu thì đủ ăn một ngày. À, một và, chảo đúng không? Và à, nấu ở trong nhà này thì. Con gái lại xuống rồi. Mọi người không biết thì đây là con gái của Xính ấy mọi người nhé. Đây là con gái nuôi. Ăn xong cũng về. Sướng nhỉ. Con bảo mô hình nuôi gà nó kia thế nào rồi? Đấy. Đây, Trọng đi quay cho các bác xem. Thấy hôm qua bọn anh đi qua đây. Thế là anh bảo là ôi dồi ôi, nhà chúng bảo nhìn nước ra sao. Thế là nhiều thứ, gà, gõ, lợn, có bò, có. À lúc mà anh gọi điện cho em à? Ừ, là bọn anh ghi mà anh có gọi cho em đâu. Em gọi cho anh thì anh nói chuyện, anh có gọi cho em đâu. Gà nhiều nha. Xem nào bây giờ có mấy con mái, tất cả. Mái thì còn 7 con. Ừ, còn mấy con này là con đúng không? Rộng rãi thế này gà tẹt ga mà chơi. Thật ra nhìn từ xa thì nó đẹp hơn, nhìn thấy nó rộng rãi hơn. Anh em mình đến gần thì thấy chứ còn vỏn vẹn là những cái con gà loanh quanh đây thôi. Thế hôm nọ thế không cần anh đầu tư vốn cho à? Các phần trăm như thế này. Từng mua hết đó. Bây giờ chồng bây giờ mua mọc đi nhỉ? Mua mọc cho đám nào? Bây giờ không có mưa thì khó lắm. Trồng được hơn một tuần rồi nhưng mà vẫn chưa. Có kèm đỗ tương không? Có hả? Cái này mấy quả chín trước đâu hết rồi. Mà em chập cho gà ăn. Có em qua này. Ăn ăn nó bị dày nâu này. Các bác có cái mẹo gì mà chị dày nâu với gà nó bị thối như này thì bảo tính nhé. Bởi vì là anh em mình thấy cái buồng đu đủ này nó rất là tuyệt vời mà bây giờ nó bắt đầu là bị những cái chớm lởm chởm như bị dày nâu này đấy. Tại vì nếu mà bán một quả chợ cũng mấy nghìn một cân mấy nghìn đấy thì phải tận dụng. Nhưng mà cái nguồn nước của em không có gì để làm à cái phí nhỉ. Nếu cứ mà chị được uống thôi anh ạ, bởi vì ở dưới này có 3-4 nhà uống nữa. Lúc mà em dùng đến thì em mới tháo vỏ ra kia xem là nước nó chạy vào đây. Cứ mà em không dùng thì có tắt đi rồi. Ừ. Giả dụ như bây giờ anh thấy nó chảy thì anh thấy phí quá thử nghiên cứu xem là có cái mẹo gì mà phù hợp sử dụng cái nguồn nước đây nó to như thế này. Tư vấn cho thằng Xính là hai vợ chồng nó xem làm ở đây đào ao thả cá gì đấy hay là này nguồn nước này nó thật là dưới xuôi là rất là thèm. Kể cả cháu Hiệp ở dưới thị trấn cũng rất là thèm luôn chứ không phải là nếu ở nhà trên cháu Hiệp thì không nói, còn cháu Hiệp ở nhà thuê dưới thị trấn thì cái nguồn nước như này là cực kỳ là thèm thuồng luôn. Đấy. Rồi, nhưng mà không biết là tư vấn cho em ấy sử dụng cái nguồn nước này làm gì để cho nó hợp lý. Nước này nước sạch luôn đấy, uống trực tiếp được luôn đấy. Chứ không phải là gì đâu. Em đi tham gia dân quân này. Buồi thôi. Để mình buộc quần áo đẹp ấy. Giày giết các thứ. Anh vào nhà anh. À. Xem nào. Vào
nhà sau. Bây giờ đi xem cái quan trọng nhất, cái nội dung chính ngày hôm nay anh đến thăm em là câu chuyện hôm qua ấy. Hôm qua em gọi cho anh là như nào, hay cụ thể là như nào? Hôm qua thì con lợn đấy thì nó cũng bỏ được 5 ngày rồi. 5 ngày. Nhưng mà nó cũng không bỏ hẳn, nó chỉ ăn một tí xong là ăn xong là ngủ. Vì thế thì nó cầm ngày càng gầy đi thì ích tính là không được. Thì em mới alo cho em. Đây là báo bà ăn chưa? Cái đấy là móc quần đấy là như bố mẹ nuôi. Không phải đâu. Không. Phải á, đúng. Bố mẹ nuôi hỗ trợ 10 củ. 10 triệu. Vâng. Bà ăn hỗ trợ chuồng trại. Đúng rồi. Cho là mình cũng vẫn báo. Nói chuyện với từng người, nói chuyện với bố mẹ nuôi rồi thì. Đúng rồi. Đấy. Chia sẻ với quý khán giả của chúng anh chị và mọi người đó là bất cứ trường hợp nào mà cháu Hiệp hỗ trợ cho đến thời điểm hiện tại đó cháu Hiệp làm cầu nối thôi chứ không phải là hỗ trợ thì phần lớn là các nhà hảo tâm của chúng anh chị và mọi người cùng nhau đóng góp. Tuy nhiên thì các em sau khi nhận được hỗ trợ rồi, trong quá trình chăm sóc và phát triển thì để làm kinh tế đấy thì cũng nhân đôi cái số lượng tài sản để trao. Thì đương nhiên như cháu Hiền đã nói với các em để các em hình dung được đó là tất cả những số tài sản, những món quà các cô các bác gửi gắm thì cái đầu tiên là của các cô các bác, còn khi mà mình nuôi mình đẻ ra rồi phát triển rồi đấy là của mình, nói thế thôi nhưng mà tất cả đều là của các em đấy. Nhưng mà mình nói tinh thần như thế để các em có cái trách nhiệm và có cái sự cố gắng trong khi phát triển cũng như là chăm sóc cái tài sản mình được giao. Thì không chỉ riêng đối với Xính Ngọc mà như là của Chính và Lử, nhưng mà người biết rồi bác và đấy, luôn luôn gọi điện cho cháu Hiệp bất cứ chỉ cần là dê ốm hay là bò ốm hay là muốn đổi dê đổi bò hoặc là đổi mặt lấy mặt khác ấy để mà nhân đôi phát triển số lượng đàn hay là sinh sản các thứ là đều gọi điện. Nói chung là bất cứ có cái việc gì là bác và cũng như là những hoàn cảnh khác, một số hoàn cảnh mà cháu Hiệp đã chia sẻ video đấy đều gọi điện để hỏi ý kiến. Hỏi ý kiến ở đây không phải vì họ sợ đâu mà là vì họ rất là quan trọng mình, tôn trọng cái sự kết nối của mình và cũng muốn lắng nghe những cái sự tư vấn của mình. Do vậy là có những cái kết nối thông qua những cái cuộc điện thoại. Do vậy là hôm nay cháu Hiệp muốn đến đây, thứ nhất là có một cái video này thì cũng chẳng để làm gì đâu, cũng chẳng đem lại cái lợi ích gì cho cháu Hiệp đâu, nhưng nó sẽ truyền tải một cái thông điệp đó là Xính Ngọc cũng có những cái lắng nghe, có những cái tôn trọng và có những cái muốn tiếp thu và muốn được nghe anh Hiệp chia sẻ giúp đỡ là vì sao. Thì như mọi người vừa nghe rồi, Xính cũng nói là con lợn đấy nó ốm được 5 ngày, tức nghĩa là nó ăn bình thường là nó ăn rất nhiều, nhưng mà 5 ngày gần đây là nó ăn yếu và nó chỉ ngủ và gầy đi rất nhiều. Cho nên là em Xính mới quyết định là bán đi 1,6 triệu, mua 1,2 triệu, lãi 400 nghìn. Nuôi 4 tháng được 100 và được một đống phân để tưới rau. Thế thì bây giờ 1,6 triệu làm gì, chia cho anh 600 chứ còn 1 triệu em tiêu nhỉ? Vâng. Em tính là lấy mua con mới về nuôi. Đây là 1,6 triệu là sẽ mua con mới. Thằng con dai đây rồi. Nói chưa vậy thôi. Tức nghĩa là em Xính có cái sự tính toán đó là 1,6 triệu đấy thì sẽ mua ít nhất là đi mua một con, nó sẽ rơi vào khoảng 1,5 triệu quay đầu thôi. Em cũng cần phải mua một ít cám về để vỗ nó cái thời gian đầu để nó quen với cái thực phẩm của mình, cám của mình. Đấy, đấy là một cái sự tính toán của hai vợ chồng. Nếu như không bán thì làm sao? Bán thì em tính là ngày càng dậy đi thì lúc mà nó còn rất là ấm phải đúng không? Ăn thì không dám ăn. Vâng, đúng rồi. Đúng ngày. Bán đi xong rồi về chuồng luôn à? Vâng. Con tách này thì cũng lần này là lần thứ 3 rồi. Em tính là bán đi. Lần này hơi gầy. Thì thường cá của em có những cái gì? Có bột ngô thôi. Bột ngô. Vâng. Với chuối giã tay. Ừ, đúng rồi. Với cái gì nữa? Với rau ấy thôi. Rau tổng hợp. Vâng. Rau lang, rau thịt cả. Đúng rồi. Lợn như này là hơi gầy đấy nhé. Vâng. Tại vì sao? Như anh đã nói rồi, bọn em phải nấu rượu đi. Nấu rượu thì bọn em sẽ có cái bỗng rượu.
khi mà có bỗng rượu rồi thì mình sẽ dã cho lợn ăn, thì thứ nhất là lợn nó sẽ rất là béo và cái thịt nó rất là đỏ, cảm giác như cái người lúc nào đỏ như cái rũ hốc tai, người nó căng hồng lên, thịt nó béo lớn nhanh. Và bọn em nuôi thủ công như thế này tại vì bố mẹ anh cũng nuôi lợn, anh thấy một năm chỉ được một lứa thôi, như thế này thì chết tiền. Đúng rồi. Công mình là coi như là mình đi hầu con lợn, cuối cùng lãi trả được, thậm chí không có lãi đâu. Đây bây giờ chọn cho các bác xem tính ngọc nuôi lợn lớn thì lớn đấy nhưng mà không có béo. Nhìn nói chung là cũng lều khều lắm nhỉ, lợn này lều khều lắm. Đấy. Nếu mà em nuôi bỗng rượu nha, bao giờ cái thịt nó cũng đỏ như cái hốc tai này và nó béo, nó căng thịt lắm. Đấy. Con bán thì cũng gần bằng này hay là bằng này? Bé hơn nhiều. Bé hơn nhiều. Lúc trước là con đẻ là nó là con to nhất. À. Và bây giờ thì nó bị đau rồi thì nó bé hơn nhiều. Ừ. Và tóm lại là nó ăn kém đúng không? Đúng rồi. Đấy. Để sửa chuồng trại sạch sẽ đi, một thời gian nữa đừng mua vội nhé. Vâng. Để 1-2 tuần đi để chuồng nó khô hẳn đi. Hết tháng 2, tháng 3 thì mới bắt đầu mua về nuôi. Tuy nhiên là trong thời gian này nó đang phát triển, nó ăn nhiều lắm, em không cho đủ đáp ứng cái lượng thực phẩm này thì nó không lớn đâu. Và lại mùa này thì không có rau. Không có rất rau đúng không? Vâng, đúng rồi. Và mùa mưa mà cái rau cỏ nó mới phát triển thì lúc đấy nó mới mạnh được. Vâng. Cái chính là cái chuối giã tay của em như thế thì anh thấy nó rất là bạc nhạc và nó không được mịn. Riêng thức ăn của lợn là mình phải băm nó thật là nhuyễn mà. Vâng. Đấy. Nếu mà em giã tay như thế nhá, em nấu xong em phải nhào, lúc nào đi cho ăn mình phải nhào cho nó nát hết ra. Đúng rồi, lúc mà em cho ăn thì anh Nhật chị xem thì nó mới ăn, còn làm như thế xong múc cho nó ăn thì nó không ăn. Không ăn đâu, nó chỉ lựa cái ngu ăn thôi là sao. Đúng rồi. Từ cái ý thức của em Xế Ngọc là có cái sự tính toán khi mà thấy lợn ốm một cái. Lợn không phải ốm mà là nó ăn yếu thôi. Mình nói ốm với hàng xóm xem được lại bảo rằng Xính nó bán lợn đều cho mình, không phải mà là nó ăn yếu, đâm ra là Xính có cái sự tính toán, nó có thể là nó không hợp mình, đi sang nhà khác nó lại ăn nó khỏe mạnh, nó to béo sao, đúng không? Thế nên là bán đi 1,6 triệu thì em sẽ có cái sự xoay vòng là mua một con khác về để thay thế chỗ, và để 1-200 mình sẽ mua cám để vỗ béo. À, nhưng mà em lưu ý nhé, anh thấy là bọn em nuôi thế là đấy, bây giờ là hai vợ chồng là tự lấy cái này về rào, không có lưới, hai vợ chồng tự lấy quả voi về làm nên là rất tốt, tự giác được như thế là tốt, chứ còn cái gì cũng đợi anh thì rất là khó. Bây giờ là rào hết xung quanh nhà, từ bên đám cỏ là đám rau bên kia sang bên này là rào quả voi hết, và cái hố ngày xưa xây như thế này là hợp lý bởi vì nước phân với cả phân của lợn thì nó không khô như phân bò đâu. Thì mình sẽ dự trữ được và mình có thể tưới rau, đấy là cái mục đích. Bà An xem được, bà An có thể hiểu được cái cách bà con trên này người ta tận dụng cái nguồn phân bón từ lợn, từ gia súc là như vậy. Đấy. Thì tỉnh một tỉnh ơi. Dê mãi không thấy đẻ nhỉ? Cái tin to to rồi như này biết chưa? À, tin to to rồi à? Vâng. Thế thì sắp rồi. Mày đây là bây giờ vợ em đi làm một mình em sao chăm được cả đàn này? Cố gắng thôi. Nếu mà nhỏ ở nhà ấy thì cũng không có tiền dùng. Thế tối vợ về vợ có hỗ trợ đi lấy cỏ không? Có. Còn lúc là đi làm về thì lấy một ít ở dưới về. À. Lấy một ít trên này thì cũng đủ ăn. Tự nhiên là vợ đi làm là vợ cũng đã nghỉ phát, là vợ tạt vào mình lấy cỏ luôn. Đúng rồi. Xong là về. Bây giờ gà đang bắt đầu phát triển số lượng, và dê thì cái núm vú cũng đang căng và chuẩn bị đẻ. Bò thì vẫn thế thôi. Dạ. Bò phối giống chưa? Phối rồi, phối được 3 tháng rồi. Còn những cái điều tích cực thôi, còn những cái điều tiêu cực thì không thấy. Tất cả đều có tin vui, chỉ có hai vợ chồng là chưa có tin vui. Chỉ mong là bố mẹ nuôi sẽ hỗ trợ cho hai vợ chồng một chuyến Hà Nội xem thế nào nhá. Đi khám xem thế nào. Nói chung là anh rất là cảm ơn em vì đã luôn luôn là coi anh là một người, một chỗ để mà chia sẻ, mà
khi mà các anh giúp đỡ thì luôn là có những báo cáo, có những cái hỏi ý kiến, nghĩa là cũng có cái góc độ tôn trọng nhất định. Nên là anh em mình hôm nay đến đây, dù là vợ chồng gọi rất là gấp, hôm qua là còn gọi luôn bảo là hãy bán lợn đây, bởi vì là nó sắp chết rồi, không bán thì sợ nó chết đi thì phí quá. Cũng đúng thôi, anh còn trêu là thôi xem là con lợn quay thì quay quay lên ăn, nhưng mà còn trêu vui đấy, rồi các em cũng có cái sự tính toán như vậy là tốt rồi. Thì quay lên để cho các bác xem được, thứ nhất là muốn truyền đi cái thông điệp để tất cả những hoàn cảnh sau này có hiệu. Là đây, trong năm cơ, ăn là ngày thế thì rẻ quá nhỉ, một ngày được 130 thì giá. 6 giờ anh ơi làm thì mình ăn trưa xong là cắt một cái cọ thì đến 1 giờ lại làm xong là mình dưới 4 giờ 50 thì đến được. Thế là 5 giờ là nghỉ, lại cắt cỏ về tiếp. Tranh thủ giờ trưa đã đi cắt cỏ rồi. Đúng rồi, giờ trưa thì cắt cỏ xong là mấy em lại thôi đấy. Thôi rồi, chăm chỉ quá. Chỉ mong là những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với những con người chăm chỉ, những hoàn cảnh mà luôn luôn biết vượt lên số phận để thay đổi cuộc sống thôi. Anh em mình luôn mong những cái sự thay đổi tích cực đến từ các em và các cô các bác, các nhà hảo tâm sau khi xem được video thì chắc chắn là cũng cảm thấy mừng. Vì là sau khi được giúp đỡ thì các em có những cái sự thay đổi riêng biệt, không giống ai, và các em cũng tự vươn lên trong cuộc sống. Một ngày công được 130.000 thì cũng là cũng rất là vất vả, mà lại là thân gái đi làm nữa. Sức khỏe dạo này thế nào, xương khớp các thứ còn đau không? Đứng đau thì cũng vẫn thế không? Em ở nhà thì cũng được, em bây giờ em phải có một chuyến, nếu mà có điều kiện em hai vợ chồng đi một chuyến đi khám, cả hai vợ chồng sau là đi khám cả em nữa, khám cái xương của em ấy để biết, đúng không? Mùa nào thì em cũng hay ngờ mắt nó chảy nước mắt rất là khó, đi xe một tí là nước mắt cứ chảy rồi. Là nó phát cay cay mắt xong là chảy nước mắt ra. Đúng rồi. Không đi nhanh chỉ đi chậm chậm thôi, nhưng mà nó chảy nước mắt. Để ngờ mắt thì không làm đi xe mà. Đúng rồi. Vợ đèo đâu, thế thì đi đâu vợ cũng đèo đâu. Thế là nhiều bạn đến trước giờ phải đi tổ quá rồi biết được. Vậy thì có gì cứ tâm sự với bố mẹ nuôi xem bố mẹ mà giúp đỡ mình được thì tốt quá. Thương thì giúp mình thôi, nhưng mình cũng chẳng có gì để báo đáp bố mẹ cả. Thì cần có một cái cuộc hành trình xuống thủ đô để thăm khám như thế. Được rồi, thế thôi, anh đi về đây nhé. Chân thành cảm ơn quý khán giả của ba anh chị và mọi người đã theo dõi thước phim của anh em mình. Và hy vọng rằng là mọi người sẽ cung cấp cho em Xính một cái kinh nghiệm để trong quả đu đủ nó bị dày nâu như thế thì làm thế nào. Thứ hai là cái phương pháp chăn nuôi ra làm sao mọi người có thể góp ý. Đấy, các em có những cái thay đổi như thế thì anh em mình cũng muốn lan tỏa để mọi người cùng xem, cùng nắm được. Và có vấn đề gì thì cứ khó khăn gì thì gọi anh thôi, còn có cái ngon ngọt thì gọi anh thì chưa chắc anh đã đến được, cứ khó khăn thì gọi anh, biết rồi anh giúp được cái gì đấy nhá. Em thì cũng không có anh thương có cái gì đấy, em cũng nhờ anh thôi. Tin tưởng anh thì cứ cái gì điện cho anh giúp được gì thì anh giúp, mà anh chưa bao giờ từ chối bọn em một cái gì cả. Thế là như vậy đấy, thế thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người trong những thước phim tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn.